Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tĩnh Nguyện Buổi Sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 34. Hỡi các nước hãy đến gần mà nghe, hỡi các dân hãy để ý. Đất và mọi vật trong nó, thế gian và mọi vật sinh ra đó hãy đều nghe. Vì Đức Giê-hô-va nổi giận nghịch cùng mọi nước, cơn thịnh nộ Ngài nghịch cùng cả đạo binh họ. Ngài đã giao họ cho sự diệt vong, phó cho sự đánh giết. Kẻ bị giết trong chúng nó sẽ phải ném bỏ, thây chết bay mùi hôi, các núi đầm đìa những máu. Cả cơ binh trên trời sẽ tan tác, các tầng trời cuốn lại như cuốn sách, cả cơ binh điêu tàn như lá nho rụng, như lá vả khô rơi xuống. Vì gươm ta đã uống đủ ở trên trời, này nó sẽ xuống trên Edom và trên dân mà ta đã rủa sả để làm sự đoán xét. Gươm của Đức Giê-hô-va đầy những máu, vấy những mỡ, là máu của chiên con và dê đực, mở trái cật của chiên đực. Vì có sự tế tự Đức Giê-hô-va ở Bốt-ra và có sự đánh giết lớn ở đất Ê-đôm, những bò rừng, bò và bò đực đều ngã xuống. Đất chúng nó say vì máu và bụi chúng nó đượm nhuần vì mỡ. Vì Đức Giê-hô-va có ngày báo thù, có năm báo trả vì cớ Si-ôn. Các khe suối Ê-đôm sẽ biến thành nhựa thông, bụi đất nó biến thành lưu hoàng, đất đai nó trở nên nhựa thông đang cháy. Ngày đêm chẳng tắt, hằng bay lên những luồng khói. Đất sẽ hoang vu từ đời nọ qua đời kia, đời đời sẽ chẳng có người đi qua. Bồ nông và nhím sẽ chiếm lấy đó, chim cú chim quạ sẽ ở đó. Chúa sẽ giáng trên đó cái dây lộn lạo và thước thăng bằng trống không. Chúng nó sẽ gọi các kẻ sang trọng đến ngôi nước mà không có ai. Hết thảy các quan trưởng nó đều ra hư không. Gai gốc sẽ mọc lên trong lâu đài, chà chuông cỏ rác mọc lên trong đồn lũy. Ấy sẽ là hang của chó đồng và chỗ nghỉ của chim đà. Thú rừng và chó rừng sẽ gặp nhau tại đó, dê đực kêu nhau, yêu quái ban đêm loáng làm chỗ ở và làm nơi náu nương yên ổn. Rắn roi sẽ làm ổ tại đó, đẻ trứng ấp cho nở và nhóm con lại dưới bóng mình. Sau nữa, những kên kên cùng nhau nhóm tại đó, trống và mái thành đôi. Hãy tìm trong sách Đức Giê-hô-va và đọc lấy. Trong những thú vật ấy, chẳng một con nào thiếu, chẳng một con nào là không đủ đôi. Vì ấy là miệng Đức Giê-hô-va đã truyền, và thần Ngài đã nhóm chúng nó lại. Chính Chúa đã bắt thăm cho chúng nó, và tay Ngài dùng dây chia đất này cho. Những thú vật ấy sẽ được đất này làm kỷ vật luôn, và ở đó từ đời nọ qua đời kia. Chương 35. Đồng vắng và đất khô hạn sẽ vui vẻ, nơi sa mạc sẽ mừng rỡ và trổ hoa như bông hường. Nó trổ hoa nhiều và vui mừng, cất tiếng hát hớn hở. Sự vinh hiển của Liban cùng sự tốt đẹp của Cạc-mên và Sa-rôn sẽ được ban cho nó. Chúng sẽ thấy sự vinh hiển Đức Giê-hô-va và sự tốt đẹp của Đức Chúa Trời chúng ta. Hãy làm cho mạnh những tay yếu đuối, làm cho vững những gối ruông en. Hãy bảo những kẻ có lòng sợ hãi rằng, khá vững lòng, đừng sợ nữa. Đây này, Đức Chúa Trời các ngươi sẽ lấy sự báo thù mà đến, tức là sự báo trả của Đức Chúa Trời. Chính Ngài sẽ đến và cứu các ngươi. Bây giờ, những kẻ mù sẽ mở mắt, những kẻ điếc sẽ rỗng tai. Bây giờ kẻ què sẽ nhảy như con nai, lưỡi kẻ câm sẽ hát. Vì có những dòng nước trào lên trong đồng vắng, và những suối chảy ra trong nơi sa mạc. Cát nóng
sẽ biến ra hồ, ruộng khô sẽ biến thành suối nước, hang chó đồng đã ở sẽ trở nên vùng sậy và lau. Tại đó sẽ có một đường cái và một lối gọi là đường thánh. Kẻ nào ô uế sẽ không được đi qua, song nó sẽ dành cho những người được chuộc. Ai đi trong đường đó, dầu khờ dại cũng không lầm lạc. Trên đường đó không có sư tử, không có một thú dữ nào lên, chẳng ai gặp nó ở đó. Song những kẻ được chuộc sẽ bước đi đường ấy. Những kẻ Đức Giê-hô-va đã chuộc sẽ về, ca hát mà đến Si-ôn. Sự vui vẻ vô cùng sẽ ở trên đầu họ. Họ sẽ được sự vui vẻ mừng rỡ, mà sự buồn bực than vãn sẽ trốn đi. Chương 36. Năm thứ 14 đời vua Ê-xê-chia thì Sang-chia-ríp vua A-xê-ri đến đánh các thành bền vững của Giu-đa và chiếm lấy. Đoạn vua A-xê-ri sai Ráp-sa-kê với đạo binh lớn từ La-ki đến Giê-ru-sa-lem nghịch cùng vua Ê-xê-chia. Ráp-sa-kê đứng tại cống ao trên nơi đường cái ruộng thợ nện. Bây giờ Ê-li-a-kim con trai của Hinh-kia làm chức cung giám, đi với thư ký Sép-na và sử quan Yô-a con trai của A-sáp mà đến cùng người. Ráp-sa-kê nói với ba người rằng: hãy tâu cùng vua Ê-xê-chia rằng đấng đại vương, tức là vua A-xê-ri phán như vậy: sự trông cậy mà ngươi nương dựa là gì? Ta nói rằng mưu và sức ngươi dùng mà giao chiến chỉ là lời vô ích mà thôi. Vậy ngươi cậy ai mà dám làm phản ta? Này, ngươi cậy Ê-díp-tô, ngươi lấy cây sậy đã gãi ấy làm gậy, là cây mà ai dựa vào thì nó đâm phủng tay. Pharaôn vua Ê-díp-tô đối với kẻ trông cậy mình cũng là thể ấy. Có lẽ các ngươi bảo ta rằng chúng ta cậy Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta, nhưng ấy chẳng phải là đấng mà Ê-xê-chia đã bỏ các nơi cao và các bàn thờ ngài khi truyền cho Giu-đa và Giê-ru-sa-lem rằng: các ngươi khá thờ lại trước bàn thờ này hay sao? Vậy bây giờ hãy đưa con tin cho chủ ta là vua A-xê-ri. Nếu ngươi tìm được đủ lính kỵ thì ta sẽ cấp cho 2.000 con ngựa. Nhưng tài nào ngươi sẽ đuổi được lấy một quan trưởng rất kém trong các tôi tớ chủ ta hay sao, mà ngươi cậy Ê-díp-tô để tìm xe binh và lính kỵ? Vả lại, há không có mạng của Đức Giê-hô-va mà ta lên đánh xứ này để diệt nó sao? Đức Giê-hô-va đã phán cùng ta rằng: hãy lên đánh xứ này và diệt đi. Ê-li-a-kim cùng Sép-na và Yô-a bảo Ráp-sa-kê rằng: xin nói với tôi tớ ông bằng tiếng Aram, vì chúng tôi hiểu tiếng ấy. Song đừng lấy tiếng Giu-đa nói cùng chúng tôi, cho dân này đang ở trên tường thành nó nghe. Ráp-sa-kê nói: chủ ta sai ta truyền mấy lời đó, nào những cho chủ ngươi và cho ngươi ư? Há chẳng cũng truyền cho những người ngồi trên tường thành, là kẻ sắp phải cùng với các ngươi ăn phân uống tiểu mình ư? Đoạn Ráp-sa-kê đứng dậy, dùng tiếng Giu-đa mà nói to lên rằng: hãy nghe lời phán của đại vương là vua A-xê-ri. Vua phán như vậy: các ngươi chớ để vua Ê-xê-chia lừa dối mình, vì người chẳng có thể cứu các ngươi. Cũng chớ để vua Ê-xê-chia khuyên các ngươi trông cậy Đức Giê-hô-va mà rằng: Đức Giê-hô-va chắc sẽ cứu chúng ta, và thành này sẽ chẳng phó vào tay vua A-xê-ri đâu. Chớ nghe vua Ê-xê-chia, vì vua A-xê-ri phán như vậy: hãy hòa với ta và ra hàng ta đi, thì các ngươi ai nấy sẽ được ăn trái nho trái vả của mình, uống nước giếng mình, cho tới chừng ta đến đặng đem các ngươi vào một xứ như xứ các ngươi, tức là xứ có mạch nha và rượu mới, lúa mì và nho. Vậy hãy giữ mình, kẻo vua Ê-xê-chia dỗ dành các ngươi mà rằng Đức Giê-hô-va sẽ giải cứu chúng ta. Vậy chớ các thần của các nước khác đã giải cứu xứ họ khỏi tay vua A-xê-ri được chăng? Nào các thần của Ha-mát và của Ạc-bác đâu tá? Nào các thần của Sê-phạt-va-im đâu tá? Các thần ấy
đã cứu Samari ra khỏi tay ta chưa? Trong những thần của các xứ đó, có thần nào là thần đã cứu xứ mình ra khỏi tay ta mà Đức Giê-hô-va có thể cứu Jerusalem khỏi tay ta được? Chúng làm thinh, chẳng đáp lại một lời, vì vua có truyền lệnh rằng: các ngươi đừng đáp lại. Eliakim, con trai của Hinkia, làm chức cung giám cùng thư ký Sép-na, sử quan Yo-a, con trai của A-sáp, xé áo mình ra, trở về chầu vua Ê-xê-chia và thuật lại những lời của Ráp-sa-kê. Chương 37. Nghe tin đó, vua Ê-xê-chia liền xé áo mình, quấn bao gai vào đền Đức Giê-hô-va. Đoạn, sai quan cung giám Eliakim, thư ký Sép-na và các trưởng lão trong hàng thầy tế lễ đều quấn bao gai, đến cùng đấng tiên tri Ê-sai, con trai của A-mốt, nói với người rằng: vua Ê-xê-chia phán như vậy: ngày nay là ngày hoạn nạn, quở phạt và hổ nhuốc, vì con đã đến kỳ đẻ rồi, nhưng không có sức mà đẻ ra. Có lẽ Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi sẽ nghe những lời của Ráp-sa-kê mà chủ nó là vua A-si-ri đã sai đến để đố thách Đức Chúa Trời hằng sống. Và có lẽ Ngài sẽ quở phạt nó theo như những lời mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã nghe. Vậy, xin hãy vì những người còn lại đây mà cầu nguyện. Các tôi tớ của vua Ê-xê-chia bèn đến cùng Ê-sai. Ê-sai bảo rằng: này là lời các ngươi sẽ tâu lại cùng chủ mình. Đức Giê-hô-va có phán như vậy: chớ sợ về những lời ngươi đã nghe là lời của tôi tớ vua A-si-ri dùng mà nói phạm ta. Này, ta đặt thần linh trong nó, rồi nó sẽ nghe tin mà trở về xứ mình. Tại đó, ta sẽ làm cho nó ngã dưới gươm. Vả khi Ráp-sa-kê nghe chủ mình là vua A-si-ri đã đi khỏi La-ki, bèn trở về chầu người, gặp người đang đánh thành Líp-na. Bây giờ vua A-si-ri có nghe tin báo về tiệc Ha-ca là vua Ê-thi-ô-pi rằng người kéo ra để đánh cùng vua, bèn sai các sứ giả đến cùng Ê-xê-chia và dặn rằng: các ngươi hãy nói cùng Ê-xê-chia vua Giu-đa rằng: vua chớ để cho mình bị lừa bởi Đức Chúa Trời mà mình tin cậy, nói rằng Jerusalem sẽ chẳng phó vào tay vua A-si-ri đâu. Này, vua hẳn có nghe những sự các vua A-si-ri đã làm ra ở các nước. Các nước ấy đã bị hủy diệt cả rồi. Còn vua sẽ được cứu khỏi ư? Các thần của các nước mà tổ tiên chúng ta đã diệt, tức là các thần của Gô-san, của Cha-ran, của Rết-sép và của con cái Ê-đên ở Tê-la-sa, có cứu được họ không? Chớ nào vua của Ha-mát, vua của Ạc-bác, các vua của thành Sê-phạt-va-im, thành Hê-na và thành Y-va ở đâu? Ê-xê-chia đã nhận thơ tại tay sứ giả và đọc rồi, thì lên nhà Đức Giê-hô-va, mở thơ ra trước mặt Đức Giê-hô-va, cầu nguyện Đức Giê-hô-va rằng: hỡi Đức Giê-hô-va vạn quân, Đức Chúa Trời của Israel, là đấng ngự trên các cherubim, chỉ một mình Ngài là Đức Chúa Trời của mọi nước trên đất, Ngài đã dựng nên trời và đất. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin nghiêng tai mà nghe. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin mở mắt mà xem. Xin nghe mọi lời mà Sanh-chê-ríp đã khiến nói cùng tôi để đố thách Đức Chúa Trời hằng sống. Hỡi Đức Giê-hô-va, thật rằng các vua nước A-si-ri đã hủy diệt các nước và phá hại đất đai, ném các thần trong lửa. Nhưng ấy chẳng phải là các thần, bèn là việc của tay người ta, bằng gỗ và bằng đá, cho nên họ đã hủy diệt đi được. Hỡi Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng tôi, vậy bây giờ xin Ngài cứu chúng tôi khỏi tay Sanh-chê-ríp, hầu cho mọi nước trên đất đều biết chỉ một mình Ngài là Đức Giê-hô-va. Ê-sai, con trai của A-mốt, bèn khiến người tâu cùng vua Ê-xê-chia rằng: Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel phán như vậy: vì ngươi đã cầu xin ta nghịch cùng Sanh-chê-ríp vua A-si-ri, này là lời Đức Giê-hô-va đã phán về nó: gái đồng trinh Si-ôn khinh dễ ngươi, nhạo cười ngươi, gái Giê-ru-sa-lem lắc đầu sau ngươi. Ngươi đã đố thách và nói phạm đến ai?
ngươi đã cất tiếng lên và ngước mắt lên cao nghịch cùng ai? Ấy là nghịch cùng đấng thánh của Israel. Ngươi đã dùng các tôi tớ mình mà đố thách Chúa, nói rằng: ta đem muôn vàng cổ xe lên trên chót núi, là nơi xa thẳm của Liban. Ta sẽ đốn những cây bách rất cao, cây tùng rất xinh, vào đến trên đỉnh rất cao, trong rừng của ruộng tốt. Ta đã đào đất và uống nước, dùng bàn chân làm cho cạn mọi sông Ai Cập. Ngươi há chẳng nghe rằng ta đã làm sự đó từ lâu, đã định từ đời xưa hay sao? Hiện nay ta khiến xảy ra, hầu cho ngươi phá các thành bền vững nên gò đống đổ nát. Những dân cư các thành ấy đã kém sức, khiếp sợ, xấu hổ, trở nên như rau ngoài đồng và cỏ xanh, như cỏ trên mái nhà, như lúa mì chưa trồi đọt mà đã héo. Ta xem thấy ngươi khi ngồi, khi ra, khi vào và khi náo loạn nghịch cùng ta. Vì ngươi náo loạn nghịch cùng ta, lời sắc sược của ngươi đã thấu đến tai ta, nên ta tra cái khoen nơi lỗ mũi ngươi và cái khớp nơi miệng ngươi, khiến ngươi theo con đường mình đã noi đến mà trở về. Hỡi Ê-xê-chia, điều này sẽ là dấu: năm nay sẽ ăn hoa lợi chín ruộng tự sinh ra, sang năm còn ăn lúa tự nhiên mọc lên không gieo giống. Nhưng đến năm thứ ba, hãy gieo và gặt, hãy trồng vườn nho và ăn trái. Trong nhà Giu-đa, kẻ nào tránh khỏi nạn và còn sót lại sẽ châm rễ mới ở dưới và ra trái ở trên. Vì sẽ có dân sót ra từ Jerusalem và mấy kẻ trốn khỏi nạn ra từ núi Si-ôn. Lòng sốt sắng của Đức Giê-hô-va vạn quân sẽ làm điều đó. Vậy nên Đức Giê-hô-va phán về vua A-xê-ri như vậy: nó sẽ không vào thành này, chẳng bắn vào một mũi tên, cũng chẳng dùng một cái thuẫn mà nghịch với, và chẳng đắp lũy mà cự lại. Nó sẽ theo con đường mình đã noi đến mà trở về, không vào thành này đâu. Đức Giê-hô-va phán vậy: ta sẽ binh vực thành này để giải cứu nó, vì cớ ta và vì cớ David là tôi tớ ta. Bây giờ một thiên sứ của Đức Giê-hô-va vào trại quân của người A-xê-ri và giết 18.000 người. Sáng hôm sau, người ta dậy sớm, thấy rạc những thây chết. Sanherib vua A-xê-ri bèn đi trở về ở tại Ninive. Một ngày kia, người đang quỳ lại trong đền Nít-róc thần của mình, thì con trai người là Adramelec và Sa-rê-xê lấy gươm giết người. Đoạn hai người đó trốn trong xứ Ararat. Con trai người là Ê-sạc Ha-đôn trị vì thay người. Thi Thiên 51. Đức Chúa Trời ơi, xin hãy thương xót tôi tùy lòng nhân từ của Chúa. Xin hãy xóa các sự vi phạm tôi theo sự từ bi rất lớn của Chúa. Xin hãy rửa tôi cho sạch hết trọi gian ác và làm tôi được thanh khiết về tội lỗi tôi. Vì tôi nhận biết các sự vi phạm tôi, tội lỗi tôi hằng ở trước mặt tôi. Tôi đã phạm tội cùng Chúa, chỉ cùng một mình Chúa thôi, và làm điều ác trước mặt Chúa. Hầu cho Chúa được xưng công bình khi Chúa phán, và được thanh sạch khi Chúa xét đoán. Kìa, tôi sinh ra trong sự gian ác, mẹ tôi đã hoài thai tôi trong tội lỗi. Này, Chúa muốn sự chân thật nơi bề trong, Chúa sẽ làm cho tôi được biết sự khôn ngoan trong nơi bí mật của lòng tôi. Xin hãy lấy chùm kinh giới tẩy sạch tội lỗi tôi, thì tôi sẽ được tinh sạch. Cầu Chúa hãy rửa tôi, thì tôi sẽ nên trắng hơn tuyết. Hãy cho tôi nghe sự vui vẻ mừng rỡ, để các xương cốt mà Chúa đã bẻ gãy được khoái lạc. Xin Chúa ngoảnh mặt khỏi các tội lỗi tôi và xóa hết thảy sự gian ác tôi. Đức Chúa Trời ơi, xin hãy dựng nên trong tôi một lòng trong sạch và làm cho mới lại trong tôi một thần linh ngay thẳng. Xin chớ từ bỏ tôi khỏi trước mặt Chúa, cũng đừng cất khỏi tôi Thánh Linh Chúa. Xin hãy ban lại cho tôi sự vui vẻ về sự cứu rỗi của Chúa, dùng thần linh sẵn lòng mà nâng đỡ tôi.
Bây giờ tôi sẽ dạy đường lối Chúa cho kẻ vi phạm và kẻ có tội sẽ trở về cùng Chúa. Hỡi Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Trời về sự cứu rỗi tôi. Xin giải tôi khỏi tội làm đổ huyết thì lưỡi tôi sẽ hát ngợi khen sự công bình của Chúa. Chúa ơi, xin mở môi tôi, rồi miệng tôi sẽ truyền ra sự ngợi khen Chúa. Vì Chúa không ưa thích của lễ, bằng vậy tôi chắc đã dâng. Của lễ thiêu cũng không đẹp lòng Chúa. Của lễ đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là tâm thần đau thương. Đức Chúa Trời ơi, lòng đau thương thống hối, Chúa không khinh dễ đâu. Cầu xin Chúa hãy làm lành cho Si-ôn tùy ý tốt Ngài. Hãy xây cất các vách tường của Jerusalem. Bây giờ Chúa sẽ ưa thích các của lễ công bình, của lễ thiêu và các con sinh dâng trọn. Bây giờ người ta sẽ dâng bò đực trên bàn thờ của Chúa. Chương 12. Tôi cần phải khoe mình, dầu chẳng có ích gì, nhưng tôi sẽ nói đến các sự hiện thấy và sự Chúa đã tỏ ra. Tôi biết một người trong Đấng Christ cách 14 năm trước đã được đem lên đến tầng trời thứ ba, hoặc trong thân thể người, hoặc ngoài thân thể người, tôi chẳng biết, có Đức Chúa Trời biết. Tôi biết người đó, hoặc trong thân thể người, hoặc ngoài thân thể người, tôi cũng chẳng biết, có Đức Chúa Trời biết. Được đem lên đến chốn Paradis, ở đó nghe những lời không thể nói mà không có phép cho người nào nói ra. Về người đó tôi sẽ khoe mình, nhưng về chính mình tôi không khoe, chỉ khoe về sự yếu đuối của tôi mà thôi. Dầu tôi muốn khoe mình thì cũng không phải là một người dạ dột, vì tôi sẽ nói thật, nhưng tôi giữ không nói, hầu cho chẳng ai nghĩ tôi vượt quá sự họ thấy ở nơi tôi và nghe tôi nói. Vậy nên e rằng tôi lên mình kiêu ngạo bởi sự cao trọng cả thể của những sự tỏ ra ấy chăng, thì đã cho một cái dầm sắc vào thịt tôi, tức là quỷ sứ của Satan, để vả tôi và làm cho tôi đừng kiêu ngạo. Đã ba lần tôi cầu nguyện Chúa cho nó lìa xa tôi, nhưng Chúa phán rằng: ân điển ta đủ cho ngươi rồi, vì sức mạnh của ta nên trọn vẹn trong sự yếu đuối. Vậy tôi sẽ rất vui lòng khoe mình về sự yếu đuối tôi, hầu cho sức mạnh của Đấng Christ ở trong tôi. Cho nên tôi vì Đấng Christ mà đành chịu trong sự yếu đuối, nhút nha, túng ngặt, bắt bớ, khốn khó. Vì khi tôi yếu đuối, ấy là lúc tôi mạnh mẽ. Tôi đã nên dạ dột bởi anh em ép uổng tôi. Lẽ thì anh em khen lao tôi mới phải, vì dầu tôi không ra gì, cũng chẳng kém các sứ đồ rất lớn kia chút nào. Các bằng cớ về chức sứ đồ tôi đã tỏ ra trong anh em bởi sự nhịn nhục mọi đàng, bởi các dấu lạ, các sự khác thường và các phép lạ. Và nếu trừ ra sự chính tôi không làm lụy cho anh em, thì anh em có việc gì mà chẳng bằng các hội thánh khác? Xin tha thứ cho tôi sự không công bình đó. Này là lần thứ ba tôi sẵn sàng đi đến cùng anh em, và tôi sẽ chẳng làm lụy cho anh em đâu, vì không phải tôi tìm của cải anh em, bèn là tìm chính anh em vậy. Thật, chẳng phải con cái nên chứa của quý cho cha mẹ, nhưng thà cha mẹ chứa cho con cái thì hơn. Về phần tôi rất vui lòng phí của và phí trọn cả mình tôi vì linh hồn anh em, dẫu rằng tôi yêu anh em thêm mà cần phải bị anh em yêu tôi kém. Tuy rằng tôi chưa làm lụy cho anh em, nhưng tôi là người khôn khéo, đã dùng mưu kế mà bắt lấy anh em. Vậy tôi há đã dùng một người nào trong những kẻ tôi sai đến cùng anh em mà lấy lợi của anh em chăng? Tôi đã xin Tít đi thăm anh em, lại đã sai một người trong anh em chúng tôi cùng đi với người. Có phải là Tít đã lấy lợi của anh em không? Chúng tôi há chẳng bước đi bởi một thánh linh theo cùng một dấu chân sao? Đã lâu nay, anh em tưởng rằng chúng tôi tìm cách chữa mình trước mặt anh em. Ấy là trong Đấng Christ, trước mặt Đức Chúa Trời mà chúng tôi nói. Hỡi những kẻ rất yêu dấu, mọi điều đó thảy vì sự gây dựng cho anh em. Vì tôi e rằng khi tôi đến, chẳng thấy anh em như tôi ước ao. Lại về phần anh em, chẳng thấy tôi như anh em đã ước ao chăng?
tôi còn e rằng trong các anh em có những điều rầy rà, ghen ghét, nóng giận, bất hòa, nói hành, nói gần, nói xa, kiêu căng, hỗn loạn chăng? Có lẽ nào khi tôi đến nơi anh em, Đức Chúa Trời lại làm cho tôi phải hạ mình xuống về việc anh em một lần nữa, và tôi sẽ phải khóc lóc về nhiều kẻ trước đã phạm tội mà không ăn năn về những sự ô uế, gian dâm, luông tuồng họ đã phạm hay sao? Chương 13. Này là lần thứ ba mà tôi sẽ đi đến nơi anh em. Mọi việc sẽ định cứ lời khai của hai hoặc ba người làm chứng. Điều đó tôi đã nói rồi, bây giờ lại nói trước nữa. Ngày nay tôi dầu vắng mặt, nhưng chẳng khác lúc tôi ở với anh em lần thứ hai. Tôi rao cho kẻ trước có phạm tội và cho mọi kẻ khác rằng, nếu tôi lại đến thì chẳng dung thứ chi hết. Vì anh em phải có một bằng cớ rằng, Đấng Christ phán bởi tôi, tức là Đấng đối với anh em chẳng phải là yếu đuối đâu, bèn là mạnh mẽ ở giữa anh em vậy. Bởi vì dầu Ngài nhân sự yếu đuối đã bị đóng đinh vào thập tự giá, nhưng Ngài sống bởi quyền phép Đức Chúa Trời. Chúng tôi cũng vậy, dầu là yếu đuối trong Ngài, nhưng nhờ quyền phép Đức Chúa Trời thì cũng sẽ sống với Ngài, đặng làm việc giữa anh em. Chính anh em hãy tự xét để xem mình có đức tin chăng. Hãy tự thử mình. Anh em há không nhận biết rằng có Đức Chúa Jesus Christ ở trong anh em sao? Miễn là anh em không đáng bị bỏ. Song tôi mong anh em nhận biết rằng chúng tôi chẳng đáng bị bỏ. Nhưng chúng ta cầu xin Đức Chúa Trời cho anh em đừng làm việc ác nào, chẳng phải để tỏ ra chính chúng tôi được ứng chịu, song hầu cho anh em làm điều thiện, mặc dù chúng tôi như đáng bị bỏ. Vì chúng tôi chẳng có thể nghịch cùng lẽ thật, nhưng chỉ có thể thuận theo lẽ thật. Dầu chúng tôi yếu đuối, miễn là anh em được mạnh mẽ thì chúng tôi cũng vui mừng. Và điều chúng tôi cầu xin ấy là cho anh em được nên trọn vẹn. Vậy nên khi vắng mặt, tôi viết những điều này để khi tôi có mặt, không dùng thẳng phép theo quyền Chúa ban cho tôi để gây dựng, chứ không phải để hủy diệt. Rốt lại, hỏi anh em, hãy mừng rỡ, khá theo đến sự trọn lành. Hãy yên ủi mình, hiệp một tâm tình, ở cho hòa thuận, thì Đức Chúa Trời sự yêu thương và sự bình an sẽ ở cùng anh em. Hãy lấy cái hôn thánh mà chào nhau. Hết thảy thánh đồ chào anh em. Nguyện xin ơn của Đức Chúa Giêsu Christ, sự yêu thương của Đức Chúa Trời và sự gia thông của Đức Thánh Linh ở với anh em hết thảy. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giêsu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, luông tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Chúa ơi, xin hãy cáo trách và thanh tẩy khi môi miệng con nói điều dơ dáy không đẹp lòng Ngài. Xin Chúa hãy thêm sức và hướng dẫn con ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Xin Chúa thêm lên cho con đức tin để mỗi ngày con trông cậy nơi Chúa càng hơn. Xin Chúa thêm lên sự sức dầu trên con để con bày tỏ danh của Ngài trên chính đời sống hàng ngày của con, để con như muối của đất, ánh sáng của thế gian. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con. Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong ngày. Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.
Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Xin Thánh Linh Chúa cho sứ điệp này để khích lệ thêm động lực bạn bước đi với Chúa mỗi ngày. Mọi đóng góp, ý kiến hay góp phần dâng hiến cho chương trình xin gửi về Gmail dưỡng linh cơ đốc 2020a@gmail.com. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách chia sẻ chương trình rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng xã hội. Hẹn bạn dưỡng linh hàng ngày tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.